Xe ô tô tự chế vào cua nhanh mất kiểm soát, đâm thẳng vào xe máy chờ đèn đỏ. Chiếc xe tự chế dạng ô tô bốn bánh đã bất ngờ lao vào một số phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, khiến hai người trên xe máy phải nhập viện. Theo camera giám sát của một nhà dân ven đường ghi lại, vào thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C609XX cùng với một số xe máy khác, trong đó có xe máy mang biển kiểm soát 14T448XX chở hai người đàn ông đang cùng dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Quang Trung giao với đường Lê Thanh Nghị. Đúng lúc này, một chiếc xe tự chế 4 bánh có vô lăng điều khiển, chưa rõ danh tính tài xế, đi từ đường Lê Thanh Nghị theo hướng cảng Điền Công ra đèn xanh, đỏ vào cua mất lái, đã tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 14T448XX đổ phía ngoài. Hậu quả, hai người trên xe máy 14T448XX bị thương khá nặng, sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Hành vi điều khiển xe tự chế lắp ráp không được cấp phép lưu hành là vi phạm luật giao thông đường bộ và theo Điều 30 Nghị định 100 năm 2019, sửa đổi bởi Nghị định 123 năm 2021. Người vi phạm nếu lái xe máy tự chế sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng, lái ô tô tự chế sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 46 năm 2016, thì ngoài bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!